Giá xe này cũ giá rẻ siêu chất Vim các bác nha. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một em xe tải cũ mà về salon chuẩn khá là ít. Đó là dòng Vim. Đấy, em này thì đời 2015 các bác nhá. Máy lưu san. Đây, máy lưu san và có tải trọng là 6 tấn 440. Gần 6 tấn rưỡi các bác nhá. Đấy, thì em này có chiều dài thùng là 5m, thùng kín. Kích thước lọt lòng các bác nhá. Đây, mình sẽ đi vào chi tiết em này. Và em sẽ báo giá luôn cho bác, em này đang có giá là 295 triệu các bác nhá. Đây, các bác có thể thấy những cái phần tabi cửa này. Em này rất là mới, đời 2015. Dòng này về thùng kín thì rất là chất lượng. Đấy, các bác có thể thấy tất cả phần ghế này. Rồi còn trần đây, trần em này còn rất là đẹp các bác nhá. Em này thì với chiều dài thùng là 5m và tải trọng 6 tấn 4 thì nó tải được rất là nhiều nên các bác rất là thuận tiện trong việc chở hàng hóa. Đây các bác thấy phần lốp đẹp chưa, tải cao mà giá thành hợp lý nên là dòng này rất là nhiều bác tìm kiếm. Đấy, dòng này nó cũng rất là hiếm các bác nhá, nên nhà em ít về. Đây, một chiếc thùng thì không thể chê vào đâu được các bác nhá. Thùng này chở thì quên sầu luôn. Còn đây là phần gầm của em nó các bác ạ. Cả phần chassis này, rồi phần sàn này. Chassis còn rất là đẹp đây. Em này thì mùa mới về được các bác nhá. Chưa hề dọn rửa gì đây. Bác nhìn phần chassis là nguyên bản này, bản mang tít lướt lát gì, và những cái phần lạnh thì em này không có sàn sóng các bác nhá, nó sàn rất là dày và chắc chắn rồi, các bác về chạy là thoải mái luôn, không phải lo gì cả. Đấy, em này đời 2015 nhìn sexy và những phần sàn này rất là đẹp các bác nhá. Này trước chủ hàng chở rất là ít luôn, giữ được chất xe rất là tốt. Biển 34 Hải Dương. Nói em này có quả thùng rất là chất các bác nhá. Thùng bệ em này không phải không thể chê được. Đặt dưới cho bác xem phần thùng. Đây, bên trong lòng thùng em nói các bác nhá. Đây, bác phải thấy bên trong thùng thì hai bên thành thùng rất là đẹp. Và thùng này vẫn còn rất là chất, nót rất là dày các bác nhá. Bác có thể thấy sàn nót rất là dày và chắc chắn. Bác chạy là ngon nghẻ hết. Bác cho bác xem sàn trên này. Đấy, trần nha. Vẫn còn rất là chất, hai bên thành vẫn còn rất là đẹp và mới. Em này thùng kín này về các bác chạy hàng rất là ok. Đấy. Em này phải nói là một em khá là chất nên là nhiều bác tìm kiếm, và bác làm thì em nó phù hợp với công việc của mình, hãy alo ngay lên số điện thoại bên em trên màn hình các bác nhá, hoặc có thể xuống trực tiếp salon để tham khảo về xe. Em này là đang sẽ báo giá lại cho bác. Em này là em Lưu San đời 2015 nhá, có tải trọng là 6 tấn 4, đã điều hòa đầy đủ, và em này đang có giá là 295 triệu các bác nhá. Nếu bác nào thiện chí hãy alo ngay để xuống điện thoại bên trên màn hình. Và nếu thấy hay hãy để lại một like và một chia sẻ để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất từ bên em coi nhau.
chúc các bác ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.